Nam em kiếm tiền từ đâu sau khi bị showbiz đóng cửa? Vào ngày 17 tháng 4, nam em bất ngờ đăng tải đoạn clip lên tài khoản TikTok cá nhân. Đây là động thái đầu tiên sau phát ngôn tự tay đóng kênh TikTok của ông xã Hữu Cường. Qua đoạn video, nam em đang tỉ mỉ sắp xếp một số chai, lọ trên gốc cây để chụp ảnh. Đính kèm dòng trạng thái, khởi nghiệp, trước đó, nam em đã thông báo sẽ bán hàng trong tương lai gần. Bên cạnh đó, tài khoản TikTok của Hữu Cường cũng đổi tên giống với nhãn hàng mỹ phẩm. Hành động này cho thấy nam em và chồng sắp cưới đang chuẩn bị cho sự phát triển công việc kinh doanh. Trước khi vướng vào ồn ào, nam em được xem là nghệ sĩ đa tài, cô sở hữu nhiều tiềm năng khi lấn sân vào showbiz. Nam em được xem là người đẹp đã và đang gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ trong giới hoa hậu, á hậu, bên cạnh đó cô còn đóng phim, ca hát. Người đẹp luôn được yêu mến qua giọng hát ngọt ngào truyền cảm. Bằng chứng cho thấy, cô thường xuyên biểu diễn tại các phòng trà, sự kiện được nhiều khán giả đến ủng hộ. Việc nam em tự hủy bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển vì những phát ngôn gây tranh cãi khiến nhiều khán giả không khỏi ngán ngẩm.